thử cá. Đi. Cho mà vọt. Mở nước anh. Để cho lao hẳn ngoài đi, bảo vào. Đấy. Lấy cái cho anh xô nước. Tháo đấy ra. Anh xả, khi mà anh xả nước, anh xả đều ra, khi mà nó hết lạnh, nó hết kết vảy thì nó sẽ ra sạch hơn là nó đang đông lạnh. Cá này của anh là anh phải xả ra nước khoảng chừng 15 phút. Cá tươi, rô phi tươi là bọn em đánh chỉ khoảng tầm 45 đến 50 giây à? Nó đánh sạch hơn chị làm á? Sạch hơn mà sạch nhớt.